cực kỳ khó khăn. 60 triệu bây giờ giá. Ôi rồi đây, đây là gánh nước uống hay sao ấy. Thế để hao là? Thế để hao là? Ồ, hắn chỉ một để là? Ôi rồi ôi, rất là khó khăn mọi người ạ. Tao Giác Mạch đang theo cái hành trình đi từ nhà của chị Sùng Bỏng Mặt về. Thì anh em mình ghi hình luôn để cho mọi người cùng nhìn, cùng thấy, cùng rõ. Cảnh thì rất đẹp đấy, Trọng cứ liêm một vòng cho các bác xem, cảnh thì đẹp lắm. Cảnh rất đẹp. Ở trên này thì ngắm ruộng bậc thang thì very good luôn. Nhà Tam Giác Mạch thì ở ngay sườn đồi này thôi. Tuy nhiên câu chuyện ngày hôm nay Tam Giác Mạch muốn chia sẻ đó là nắm được một cái thông tin, em Xính là có hỏi được một cái miếng đất rồi để mua. Nó cũng mặt đường như thế này thôi. Tuy nhiên thì sự thể như là một miếng đất như thế nào thì anh em mình sẽ chia sẻ sau. Nay anh em mình vừa đi qua bên gần nhà chị Sùng có hỏi vật liệu thì 10.000 một viên gạch lên đây mọi người. 10.000 là khu bên này nhé. Còn khu bên nhà em Xính thì em Xính Bỏng Mặt thì Tam Giác Mạch cũng chưa biết là bao nhiêu tiền. Một khối cát ở đây, một khối bột xây ấy là 290.000 là ở khu bên này. Ở khu bên này thì đường đi nó dễ hơn. Chào nhá. Chào anh. Ở khu bên này thì đường nó ngắn hơn bởi vì đi ngay từ thị trấn qua rìa Đông Minh một xíu là đến đây rồi. Còn nếu mà từ nhà em Xính đi qua Lao và Chải vào đây nó rơi vào khoảng 20 cây từ Lao và Chải vào đây nữa. Thế nên là anh em mình lại phải kể khổ với mọi người về cái vật liệu cũng như là đường đi. Đường đi thì mọi người nhìn thấy rồi. Mưa thì không nói. Bây giờ nắng khô thì đường rất đẹp. Còn nước thì mọi người thấy là dân đi điệu từng tí một. Kể cả mặt bằng chung này á, đây là một cái đường đồng mức này. Đi qua chỗ máy xúc rồi là đi qua sang nhà bên em chơi cũng thế. Thì là đều là rất là khó khăn, nước thì không có. Nhưng cái ống này rất là ít thôi, rất ít. Kia, kể cả em bé kia cũng đang lấy nước này. Đó, em bé kia đang lấy nước này mọi người này. Thì đấy là những cái khó khăn anh em mình muốn tâm sự để mọi người hiểu rằng là anh em mình cũng đang rất tốc độ. Tuy nhiên thì phải thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới có thể nhanh được. Còn không thì người tính sẽ không bao giờ là nhanh được so với cái điều kiện mà khó khăn như thế này. Đây là căn nhà đầu tiên mà có lẽ là khó khăn nhất trong hành trình đi làm nhà của em, tìm đất làm nhà của em Xính chơi. Thì video trước Tam Giác Mạch chia sẻ về cái khó khăn là miếng đất ông nội cho là không ở được, không làm được. Thì con mong muốn là kêu gọi một chút tiền để mua nền nhà. Thì trước mắt là anh em mình cũng sẽ đi tìm đã. Tìm hỏi trên hỏi dưới bởi vì là đằng nào thì cũng sẽ tìm và đằng nào cũng sẽ hỏi. Thì cứ phải đi tìm trước. Còn tiền mà kênh không đủ duyên lớn để kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, đóng góp thì nhà em Xính chơi sẽ là đổi nương, lấy cái đổi miếng nương cuối cùng của hai mẹ con để lấy cái nền đất ấy. Thì bây giờ mọi người, mời mọi người tiếp tục theo chân anh em mình đi để xem nó như thế nào. Tam Giác Mạch sẽ vừa đi vừa chia sẻ với mọi người luôn. Đường nó như thế này. Đấy. Như thế này thì xe đi rất là ối dồi ôi luôn. Đấy, em bé đang lấy nước này. Những cái khu vực này Tam Giác Mạch đã quay khá nhiều rồi. Với khung cảnh yên bình của cuộc sống sinh hoạt bà con trên này. Tuy nhiên thì đẹp, bình yên thì bình yên đấy. Nhưng mà nó nghèo mọi người ạ. Nó nghèo. Trọng có kẹo cho thanh niên một đấy. Thế đây hậu là cỡ lớp mấy à tu? Còn cỡ lớp mấy à? Tỷ y là bao lù chú chi bao? Bao lù chú chi chỉ bao? Chỉ bao. Em bé rất là ngoan. Đây nước đây. Có ở tàu ít thông đi là. Ở mê mê xưa mà. Nó thả nào. Ở mà. Có thể tế đó. Có chế nhớ được à? Tu. Chế nhớ được. Ui ô. Đây nhà trên cái khóm tre kia mọi người. Đấy. Đây nước. Chỉ tàu tàu ơ. Ít là có ẻ, nẻ có ẻ à? Nẻ à? Nẻ xưa mà.
Chỉ do cậu ẻm á. Tưởng là em bé điệu. Kaka. Hả? Kaka. Kaka. Ừ. Leo, bye bye không? Polly, bye bye. Trẻ con ở đây rất là dễ thương. Bảo mưa thì hết bài. Mưa thì chịu. À, đây có máy xúc này, chắc là xúc đất, xúc nhà cho dân không? Bà con điệu nước này mọi người. Đấy. À, trên là đỉnh đồi luôn rồi, đỉnh núi à. Cứ để hầu là. Chưa. Nhiều đá lắm, không tròn được đâu. Chào xính nhá. Xin chào. Ui giời ơi. Ui, khỏe không? Ồ, chỗ này tối thế nhỉ? Đây, anh em mình đi mãi cuối cùng cũng gặp được em xính bỏng mặt rồi. Cái máy xúc kia là nó hộ dân đào ruộng à hay làm gì? Ôi giời. Cho thêm cái mic nữa. Sao tình hình đất là chỗ nào? Bảo đá nhiều chắc là không phải chỗ vườn rau kia không? Không, đi trên này. Khu này á? Vâng. Ôi, đá nhiều thế này. Hôm nay thì anh em mình đến để chia sẻ. Chỗ này thì tiện mặt đường rồi nhỉ? Vâng. Xem nào. Ô, chỗ này thì làm sao mà làm được. Tính là cho cái mặt đường đúng không? Vâng. Mặt đường chỗ này thì ít đá một tí. Nhưng mà cái loại này càng đào vào là càng rất nhiều đá này. Nhưng mà phải chuyện thôn bảo là sau này phải, nếu ở xã người ta đổ bê tông được cái nhà, cái đường này xong rồi mình làm nhà thì mình phải làm cho nó đi ra chơi một tí không? Thế là lùi vào sâu một tí. Vâng, làm gần quá sau này người ta làm đường thì mình sẽ bị phá nhà. Vâng. Tóm lại là không được làm nhà. Vâng. À, đây khu đá này, khu đất này mọi người, trọng quay kỹ cho các bác xem, đá rất nhiều. Đằng sau này là cả một cái quả núi luôn, núi đá. Để mà nói địa thế ở đây thì điện là đi qua đây chứ phải không? Vâng. À, điện thì đây ngay đây rồi. Nhưng mà điện này là điện dân tự mua thôi. Vâng, đây. Nước có không? Nguồn nước? Đây nguồn nước không có đâu. Không có luôn. Vâng. Thế thì làm sao mà làm được? Vì ở trên này nó cao, ở trên này không có nguồn nước. Bởi vì dân ở bên kia anh còn thấy nó đi điệu từng cái giọt nước một để uống thì làm sao mà có nước làm nhà đây? Thế này là đường thì tiện. Nếu mà đường ở đây đi từ thị trấn lên thì đi bên nào gần hơn? Nếu ở đây thì đi ở Đằng Rêu hay là bên La Và Chải gần hơn? Đi bên Đồng Minh đi. Lúc chắc... này anh gặp anh Tuyển là chở vật liệu đây là 10.000 một viên gạch. Vâng. Còn bên này thì không biết. Vâng. Cái khu gần chỗ anh rể của em là 10.000 một viên. Còn bột đá là 290.000 một khối. Là đến nơi. Vâng. Đấy, còn nếu mà ở khu này thì khả năng đi huyện lên vẫn gần hơn. Đấy. Thì hôm nọ Tam Giác Mạch có trao đổi với em Xính rồi về cái vấn đề đất đai. Thế cái miếng đất mà ông cho đấy thì mẹ nói như nào? Mẹ có nói gì với em không? Dạ mẹ cũng bảo là ở chỗ đấy thì cũng được thôi. Nhưng mà ở chỗ đấy thì đất thì tuổi đất đỏ thì sợ sau này nó sặc xuống thôi. Sạt lở. Vâng. Vì chắc đào cái móng nhà thì nó hơi cao á, sợ sau này nó xả lở xuống. Đúng, sẽ rất là nguy hiểm. Vâng. Bây giờ anh em mình cân đối, phải nói thật là phải cân đối với nhau về tất cả những cái điều kiện. Hôm nọ thì anh có tâm sự thật là đăng video để kêu gọi thêm tiền làm nhà, là mua đất cho em.
Thì không biết cái miếng đất này là họ bán bao nhiêu tiền và ai bán? Đây có một chú ở đây, cũng ở công làng. Đất này đất của chú. Chú bảo ở gần đường thì chú bán 60 triệu. Bao nhiêu mét ở như thế này mà 60 triệu? Em cũng chưa đo, em cũng chưa biết nữa. Nhưng mà ý chú đấy là muốn bán là khoảng bao nhiêu tiền? À, bao nhiêu mét? Mặt đường thôi nhé, mình không tính. Chiều sâu thì bây giờ ít nhất phải cách mặt đường 2 mét rồi. Vâng. 2 mét là phải lên tít trên này. Đấy. Chú bảo là chỉ trị đầu đúng một cái này nhà và nếu mà làm thì làm được một cái chuồng bò nữa thôi. Ừ. Một cái nền nhà và một cái chuồng bò. Vâng. Thế thì khoảng 10 mét. Một cái nền nhà anh làm cho em là 7 mét mà. Vâng. 7 mét dư hai đầu 50 phân nữa là 8 mét. 8 mét một cái nền nhà, một cái nền nhà nữa thì khả năng nó rơi vào 10, 11 mét. Vâng. Từ từ đó anh uống ngụm nước đã khát quá. Thế thì chỗ này thì làm sao mà làm được? Cái này là em hỏi hay là người ta tự giới thiệu thôi? À, cái này em hỏi đây có. Em bảo không thì chú bảo chú chú ấy cũng bảo bán thì bảo ở đây. Nhưng mà chú bảo 60 triệu. Chỗ khác không có à? Dạ không, chú bảo không có. Chỗ này bây giờ đào tiền có mặt đào đá cũng mà chết tiền. Riêng tiền đất đã bảo nếu mà chỉ một cái nền nhà và một cái chuồng bò mà 60 triệu thế này chết tiền. Đá rất nhiều nha mọi người nhá. Trọng phải đứng ở đây này, để anh lên trên này anh chỉ ra thì nó mới thấy được, mọi người mới thấy được cái khó của nó. Bây giờ đúng rồi, sau này là ở đây người ta sẽ đổ đường thì mình phải cách mặt đường ít nhất là 2 mét này. Thì 2 mét nó phải tận đến tận, xem nào, hạ tận đây ta lui rồi, dốc thế này làm sao mà đào được. Thế này thì không khác gì chỗ của ông nội em cho cả, đúng không? Vâng. Đá nhiều thế này, nhìn thế này là không có, nhưng mà ở đây có những cái tảng như này thì cái này thì khả năng là chắc phải nổ mìn khoảng 100 quả mìn mới có được nền nhà quá. Vâng. Máy xúc làm sao mà làm được? Với lại à, em cũng nghĩ làm đây sợ sau này. Nhưng mà đá ở trên này làm xuống thì cũng hơi sợ. Thế này đúng không? Vâng. Cái đấy thì không lo lắm bởi vì là ở lâu thì, nhưng mà cũng không biết bởi vì mình tác động ở dưới này. Vâng. Thì mới thấy cái khó. 60 triệu mọi người ạ. 60 triệu cho một cái nền nhà và một cái khu chuồng bò mà đá như thế này thì chịu, anh không làm được. Rất là khó. Mà bây giờ chuẩn bị nếu họ đổ đường ở đây nhá thì mình phải không có chỉ lò vậy chị. Không có chỉ lò. À. Ông chắc lên đồi về. Với tuần oxy gì cho nó này. Với tuần sau mình chỉ cho tên nữa. Đá nhiều quá, nước thì không có. Tất cả những cái điều kiện đều không thuận lợi cho anh em mình làm. Ở đây họ chỉ canh tác được cây ngô thôi mọi người ạ. Canh cây ngô thôi. Không làm được cái gì nhỉ? Hả? Không trồng được cái gì ngoài ngô? Chỉ có trồng được một thằng ngô thôi. Nếu mà biết đậu thì ta cũng được. Rau còn vàng khè hết. Cái này mùa đông là cỏ chết hết nhỉ? Lạnh. Mùa đông này cỏ chết hết. Bác đi lên núi về à? Vâng. Đi đâu á? Cháu ra đây xem chỗ đá này tí thôi mà. À, xem cái đá. Vâng. Vì cái đá này nó là thanh xì rộng à. Vâng. À, ở đâu đấy? Dạ. Cháu ở đâu? Cháu tu bò hồng. À, không có sức à? Ừ. Bao bao. Chân đi rau rồi á chị à? Hả? Chân đi rau rồi á chị à? Ừ, à. Không phải bàn lùi đâu nhưng mà anh em mình chia sẻ như này mọi người cũng có thể tự nhìn thấy cái trực quan của mọi người. Đá nhiều mà dốc lắm. Dốc nó như kiểu cái pép này luôn, nó không phải là như này đâu mà nó dốc như này. Thì khi mà mình bổ cái nền xuống, khu này thì chưa thấy một cái nhà nào, từ khu này chưa thấy đến bên kia núi đất cũng chưa thấy cái nhà nào, chỉ có mỗi cái nhà kia là làm ở bên trên đường thôi. Mọi người thấy nó khắc nghiệt như thế nào rồi. Thì vừa nói đấy là anh em mình không bàn lùi nhưng mà với cái giá mà 60 triệu như em Xính nói thì không thể nào mua được. Thế bây giờ một cái câu chuyện nữa rất là khó. Anh thì cũng muốn giúp đỡ em rất nhiều thôi nhưng mà các nhà hảo tâm thì cũng tài chính cũng có hạn như hôm nọ anh em mình nói rồi. Bây giờ không mua, không có tiền mua
thì phương án sẽ là đổi miếng nương cuối cùng của hai mẹ con em để lấy nền đất thôi, nền nhà ấy. Ừ, và thì như nào? Em thì nếu không thì đổ cũng được. Nếu đổi thì em lấy cái gì làm? Vậy, đổi thì lấy cái gì làm nương? Em cũng nghĩ là nếu đổ cái đấy thì em không có cái gì để thì ăn cái gì? Làm nương để ăn nữa là đúng rồi. Em thì có thể là em đi làm thuê các thứ được, nhưng mà mẹ của em thì phải có nương làm chứ, đúng không? Có nương và làm nhà xong mình phải mua 1-2 con bò nữa thì mình mới mưu sinh được chứ. Trong phải có cái con cá, phải cho cái cần câu nữa, đúng không? Vâng. Chứ bây giờ cho mỗi nhà thôi thì cũng không làm được gì. Thì cái khó nhất là phương án cuối cùng. Bây giờ vẫn là nếu như mà mình có nhà hảo tâm ủng hộ tiền mua đất thì mình mua được đất, thì mình giữ được nương. Còn không mà không có tiền mua đất thì phải tìm người chấp nhận đổi miếng nương của mình, lấy nền nhà. Người ta chấp nhận thì mình mới đổi được, chứ không phải là cái miếng nương của em thì anh nhìn nó dốc như thế này thì ai mà đổi cho. Không làm được gì ngoài trồng mấy cái cây ngô khô lên đấy. Vâng. Đấy. Em cũng tính thế, nhưng mà em cũng lo là một điều là lo là nếu mà đổ cái miếng nữa đấy thì còn mẹ thì không chả biết mẹ sao nữa. Còn đổ cái miếng nữa đấy thì mẹ không biết sao nữa. Với lại mua đất thì em lại không có tiền để mua nữa. Bây giờ giả dụ mà cái nền nhà cũ mà chị dâu mà không chiếm và anh trai mà cũng nhượng cho ấy, thì cũng làm ở đây cũng rất khó. Vâng. Bởi vì là mọi người thì không đến thì không biết đâu, nhưng mà anh em mình đến ấy, thì đi con xe quay thôi, vào trời lớt phớt mưa thôi đã khóc ra tiếng, không ra tiếng gì rồi. Bởi vì là đi rất khó, dép thì tuột liên tục. Đường thì nó như thế này thôi, chỉ vừa một cái lốp xe thôi mọi người ạ. Chứ không phải là đường to thanh thang này ô tô đi thoải mái đâu. Nếu như mà ô tô đi thoải mái thì mình có thể là mình thương lượng, mình cho cái miếng đất đấy. Mình cố làm sao tạo điều kiện lấy cái miếng đất đấy. Đấy là của chú thôi chứ cũng không phải là của bố mẹ để lại, đúng không? Vâng, đúng mà rồi. Chị còn dám cướp thì thật sự là không hiểu nổi. Nhưng mà hôm nay anh em mình đến đây thực địa cái miếng đất này thì mọi người ạ, cực kỳ khó khăn. 60 triệu bây giờ giả dụ nếu khơi nhá, được, nhưng mà nó chỉ được một cái nền nhà và một cái chuồng bò thôi. Vâng. Thì khơi chỗ này nó phải bằng, ít nhất là nó phải cách mặt đường là khoảng 50 phân, cao 50 phân chứ không phải bằng mặt đường luôn. Thì nó sẽ đòi hỏi là đào rất là nhiều, đào đất xong là đào đá. Đào đá thì mình được làm nền luôn thì tận dụng thôi, nhưng mà cái này loại đá này nhá, càng đào sâu càng nhiều. Vâng. Thì 100 triệu có khi còn làm chưa xong cái nền này. Vâng. Nếu mà thuê máy xúc ấy. Ví dụ như mấy cái đường này người ta cứ đào vào nhưng mà dưới này vướng có đá. Đấy đá đây, anh em mình đi này, đây đá tảng thành tảng to đùng kia. Có phải là không có đâu. Càng đào sâu càng to có nhá. Vấn đề là có ai nhận hộ mình đào không? Máy xúc thì ở đấy nhưng mà tiền phải nhiều. Vâng. Thì tiến độ mới đi lồng liền, đồng tiền đi liền với tiến độ mà. Vâng. Cái thứ hai là mình không được nổ mìn, vì là cấm rồi, mìn các thứ bây giờ cấm thì khó làm. Trong trước mùa trước Tết này thì anh vẫn sẽ bằng mọi giá, khó đến đâu anh cũng sẽ cố gắng để đồng hành với em để hoàn thiện nhà cửa. Tuy nhiên thì hôm nay một cái phương án mà anh em mình dự kiến, anh cứ nghĩ là em giới thiệu cho anh một miếng đất ngon lành rồi, nhưng mà như thế này thì chịu đến lạy, không thể nào mà làm được. Đằng sau là một bức tường đá núi cao vút chót, mà nó lở một viên xuống thì cũng chắc cũng lý do đấy mà không ai ở đây nhỉ, không thấy nhà nào. Vâng, vì người ta cũng nghĩ thế, người ta cũng không ở đây, người ta toàn ở hai bên. Ừ. Bây giờ em cứ thử hỏi dò la cái khu vực từ núi đất bên kia sang chỗ lều kia xem, hay là chú thím nhường lều cho. Nhưng mà ở dưới lều đấy cũng xe cũng đi không được. Ừ. Đó. Làm sao để mà thuận lợi tất cả mọi thứ. Bây giờ em còn không có xe máy cơ. Vâng. Nếu mà em có xe máy thì có thể là ở em tự chở, cố gắng kiến tha lâu ngày cũng đầy tổ, nhưng mà bây giờ em không có một cái gì thì
anh sẽ phải là người chăm sự, là anh sẽ phải lo hết. Vâng. Hoặc là thuê, hoặc là tất cả mọi thứ anh cũng sẽ phải lo hết. Đấy. Thì có lẽ là duyên sẽ không đủ lớn đâu, nên là cũng chẳng hy vọng là sẽ có tiền để mua đất cho em Xính chơ nữa. Tuy nhiên thì phương án anh em mình vẫn có, đó là sẽ đổi miếng nương duy nhất cuối cùng của hai mẹ con để lấy một cái nền nhà. Và sẽ phải vận dụng kiến thức, vận dụng cái tinh thông của anh em mình để đi tìm, đi trao đổi. Như vụ nhà A Lúa, anh em mình cũng phải hết sức là khéo léo thì mới tung chiêu đó là đổi đất được. Đấy, thì sẽ sử dụng biện pháp đấy thôi. Tuy nhiên thì như thế nào anh em mình sẽ chia sẻ những cái video sau. Còn bây giờ thì thật sự là nếu mà 60 triệu như thế này thì anh em mình thật sự cũng chịu là không làm được, không mua được, giá nó quá đắt và khó, toàn đá thôi. Thứ hai là điều kiện ở đây khắc nghiệt lắm. Nước không có, điện thì điện bé tí, mọi người kéo đấy, khó lắm. Và điện thì ở đây cũng kéo về cũng bé tí nữa. Đây dân người ta còn tự, còn không có ai ở, cái từ đồi bên kia sang bên này không ai ở thì mình làm sao mình ở được, đúng không? Vâng. Đúng là người ta, em ạ, cái chỗ người ta không ăn được ấy, nhường đến mình thì toàn là những cái chỗ chua, chỗ cay thôi, không có chỗ ngọt đâu. Vâng. Thì trên miếng này thì anh không đồng ý nhé, anh không thể chốt được. Bởi vì nó sẽ làm khó cho anh và em rất nhiều. Sẽ tiêu tốn của em rất nhiều tiền nếu như làm được. Thà là mình cứ tìm hiểu mấy cái khu vực xung quanh kia xem là phương án đổi thôi. Bây giờ thì kêu gọi tiền thì không được nữa rồi. Vâng. Chưa thấy các bác nào gửi tiền thì anh em mình cũng không trông chờ nhiều quá. Vâng. Thì bắt buộc đành phải là để sẽ là đổi cái miếng nương cuối cùng. Sau đó là sẽ kiểu như phương án là làm nhà xong em sẽ đi làm thuê kiếm tiền. Đây chỉ có phương án đấy thôi. Vâng, em thì giờ em cũng kiếm việc khó lắm, em chả biết đi kiếm việc ở đâu làm nữa. Ừ. Rất là khó. À. Mộc thì được bao nhiêu, ăn thua gì gọi là mắm muối qua ngày thôi. Một ngày chỉ được 150 thì em chỉ được đủ tiêu. Còn lại em đi xe của người ta xong em còn bơ sao vào nữa, xong rồi cũng đủ tiêu. Còn không có đủ tiền mua thịt ăn đấy chứ, đúng không? Vâng. Nói gì là làm nhà hay là mưu cầu cuộc sống nó sung túc hơn. Vâng. Thôi, tính thế thôi nhỉ, cũng không có gì để chia sẻ nhiều quá. Tuy nhiên thì mỗi một video thì anh em mình cũng sẽ đều cập nhật cái danh sách các nhà hảo tâm là gửi tiền liên tục để mọi người có thể cập nhật được. Đặc biệt là em Xính cũng sẽ thông tin tới em Xính để em Xính biết. Thì trước anh cập nhật đến ai rồi nhỉ? Đến Bắc Vĩnh 24 triệu rồi đúng không? Vâng, đúng. Rồi là đến Tâm Thị Ly là 4. Lý Thị Tâm hay Tâm Thị Ly gì đấy, tóm lại là các cô bác gửi thì không có tên, không có dấu, thì anh em mình tạm thời là ghi như vậy. Là 4.946.000. Đỗ Thị Tuyên 500.000. Vũ Thị Xuân 500. Cô Nguyễn Thị Oanh là 1.359.000. Bác có cái Gmail là Quỳnh Giao 18, gửi cho Tam Giác Mạch là 9 triệu. Bác Thủy Nguyễn, cô Thủy Nguyễn gửi 3 triệu nữa, thế tổng là anh nhận được thêm của em là hơn 15 triệu nữa, 16 triệu mấy rồi. Thì là nhận được thêm từng đấy tiền. Thì anh cập nhật luôn cho em biết để em nắm được, để em có cái tinh thần nó tốt hơn khi mà chuẩn bị trong việc làm nhà. Vâng. Nhưng cháu cảm ơn các cô bác đã gửi tiền cho cháu, để cháu được làm nhà để hai mẹ con cháu được. Cháu rất là cảm ơn các cô bác. Cháu chúc các cô bác được mạnh khỏe cùng với gia đình. Thì thay mặt cho gia đình thì Tam Giác Mạch cũng chân thành cảm ơn các cô các bác gửi tiền về, không chỉ cho riêng em Xính chơi mà cũng có những cái đồng tiền hỗ trợ xăng xe cho kênh nữa. Thì anh em mình không biết nói gì hơn, chỉ biết là trách nhiệm làm thật tốt cái công việc được giao. Và
làm được nhiều hơn nữa, để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa. Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm luôn luôn đồng hành với anh em mình. Còn trong video ngày hôm nay thì tao sẽ mày truyền tải tới mọi người một cái miếng đất của em Xính Trơ thật sự như thế này thì không thể nào mà làm được. Mọi người nếu mà đồng quan điểm với tao Dốc Mạch có thể chia sẻ phía dưới phần bình luận để anh em mình biết. Còn thực tế thì khó khăn như thế này thì mình không muốn là càng làm càng khó, mà càng làm nó phải càng dễ ra, càng thuận lợi cho cái hành trình của mình đi. Thì thế là đấy mới là cái điều mà anh em mình mong muốn. Đấy. Vẫn ở lều kìa. Và cái thời gian này em... Cả mẹ cũng ở đấy. Em và mẹ cũng ở đấy thôi ạ. Bây giờ càng ngày càng lạnh như thế này. Hôm nay đúng là thực ra đi chả được việc gì. Bởi vì thấy cái nền đất như thế này thì rất là khó. Ở đây sinh hoạt thì cũng bất tiện đấy nhỉ, ăn uống các thứ. Vâng. Cái xe này là mượn của ai? Cái xe này mượn của chú, cái chú mà đi làm công đấy. À, chú làm mộc đấy hả? Vâng. Đi là phải đổ xăng cho người ta? Vâng, đi nếu ở xăng ở trong đấy đầy thì không, nếu đi gần thì không cần đổ cũng được, nhưng mà đi xa thì không phải đổ à. Ôi giời, hỏng hóc các thứ nữa, không đơn giản. Vâng. Bây giờ em không có xe đi lại, rất là bất tiện luôn. Nó như cái đôi chân của mình luôn ấy. Vâng. Bây giờ muộn rồi, chắc là anh em mình đi về thôi. Bởi vì là bây giờ lại đi về lều luôn à, hay là đi xa xưởng mộc? Mà em thì chắc cũng đi về luôn thôi. Vì em cũng không có việc làm, cũng không làm đấy được mấy ngày. Ừ, tức nghĩa là ở đấy là có việc là họ gọi thôi. Vâng. Không có việc thì thôi. Và vì em bị động kinh nên xong rồi người ta không gọi nhiều ấy. Nếu mà có dùng máy móc các kiểu đấy, xong rồi người ta không gọi ấy. Như đấy thì em làm việc gì? Mình chỉ đánh giáp các kiểu với lại... Chà, đánh cái giấy giáp kia đúng không? Vâng. Ừ. Thì... Cái gì nó nhàn thì em làm cái đấy thôi. Những cái mà không liên quan đến máy móc, không liên quan đến các thứ thì mới được đúng không? Vâng. Còn liên quan đến mấy cái kia là không làm được. Vâng, vì... cũng sợ. Rất là khó để kiếm được cái đồng tiền thì rất là khó. Mẹ thì bây giờ nói chung là chỉ hỗ trợ là lấy cỏ bò cho người ta thôi, nhưng mùa này thì ngô thu hết rồi, cũng không có việc gì làm. Đấy. Và kiếm củi đun thôi mọi người. Đấy. Và hôm nay em ở nhà, em ở dưới cái liều đấy, vì ở bên cạnh toàn là những cái ngô, thí trồng ngô này. Lại các kiểu này, với lại trên bạc vào thôi. Xong rồi hôm nay em ở nhà thấy một con rắn nó cũng vào đây luôn. Ủa? Em cũng sợ đấy. Vào lều đấy á? Vâng. Ui. Em thấy nó ở trên cái bạc, tấn bạc. Rắn như nào, rắn gì? Em không biết. Vì màu gì? Màu đen đen. Rắn hổ mang à? Ừ. Mẹ anh sợ lắm. Cái nói thật với mọi người là ở cái lều mà hai mẹ con đang ở thì nếu như mà nằm ở nơi đất thì em nên kê cao lên một tí. Không, ban đêm côn trùng hay con gì nó bò vào nó cắn thì cũng rất là dở. Đấy. Thứ hai là mình phải bịt kín để đỡ gió. Vì trưa nay ở đấy nóng, xong rồi chắc rắn nó về đây phơi nắng. Bình thường là nắng nóng là rắn phơi nắng. Vâng. Thôi những cái câu chuyện đấy anh em mình không chia sẻ nữa, bởi vì cái khó khăn thì mọi người sẽ nhìn thấy hai mẹ con mà ở cái lều đấy thì thật sự rất là khổ. Rắn rết hay là bất cứ một cái tác động của tự nhiên nào thì mọi người có thể tự hình dung ra được, anh em mình không cần chia sẻ quá nhiều. Tuy nhiên thì một lần nữa mong muốn là cô ba anh chị có thể đồng hành với anh em mình phương án mua đất hay như thế nào, hay là đổi đất, hay là đóng góp để cùng em Xính mua đất làm nhà. Anh em mình sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất là sẽ mua hoặc là đổi và sẽ khởi công nhà một cách sớm nhất để cho hai mẹ con là sẽ có chỗ ở nó ấm áp hơn và sạch sẽ kín đáo hơn trong mùa đông này. Một lần nữa chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành và gửi tiền về cho em Xính. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái thước phim tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.